Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ đầu năm tới nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai tích cực đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn tín dụng. Trong đó, tập trung giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, phê duyệt và giám sát triển khai các phương án cơ cấu lại của từng tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại hoạt động, danh mục tài sản, hệ thống quản trị và hiện đại hóa công nghệ, tăng cường công tác thanh tra giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các giải pháp đồng bộ để kiềm chế nợ xấu gia tăng, trong đó chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng để hạn chế phát sinh nợ xấu mới.